Với sự lãnh đạo chỉ đạo kịp thời của Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố Thủ Dầu Một đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo, điều hành thực hiện quyết liệt các mục tiêu, nhiệm vụ về phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh ngay từ đầu năm. Nhờ đó, trong 9 tháng năm 2024, tổng mức bán lẻ hàng hóa ước đạt trên 23.000 tỷ đồng, tăng trên 28% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt trên 57.000 tỷ đồng, tăng trên 27% so với cùng kỳ. Kết quả này là tiền đề quan trọng để thành phố Thủ Dầu Một tiếp tục tăng tốc về đích. Theo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội 9 tháng năm 2024 của thành phố Thủ Dầu Một, có 11 chỉ tiêu ước đạt, trong đó có 3 chỉ tiêu đạt vượt, 6 chỉ tiêu ước đạt trên 95%. Tổng thu ngân sách nhà nước trên 6.852 tỷ đồng, đạt 162% so với chỉ tiêu tỉnh và nghị quyết Hội đồng Nhân dân thành phố giao. Trong đó, thu nội địa đạt trên 3.500 tỷ đồng, đạt 83%. Tổng chi ngân sách địa phương trên 1.300 tỷ đồng. Riêng chi đầu tư phát triển gần 284 tỷ đồng. Trong 9 tháng qua, thành phố đã tập trung công tác chuyển đổi số, thực hiện cải cách hành chính nhằm thúc đẩy kinh tế xã hội tiếp tục phát triển. Việc chuyển đổi số và xây dựng chính quyền số là một trong nội dung trọng tâm của chính quyền của thành phố Thủ Dầu Một. Để thực hiện nhiều lung dài thì thời gian vừa qua, thành phố Thủ Dầu Một đã tiến hành là thực hiện cái trung tâm IOC, trung tâm điều hành đô thị thông minh của thành phố, thực hiện chức năng được hỗ trợ cho công tác điều hành quản lý nhà nước cũng như là cung cấp thông tin để cho người dân trong của những việc chính quyền của mình, và tiếp tục cái thực hiện việc cải cách thủ tục hành chính, thực hiện thủ tục trực tuyến online 100%. Trong 9 tháng đầu năm 2024, thành phố đã phát huy và nhân rộng hiệu quả các cuộc vận động mô hình hay trên toàn địa bàn thành phố, như cuộc vận động Phủ Xanh Đô Thị hướng đến xây dựng thành phố xanh thân thiện, thành phố không rác, mô hình cà phê sáng, lắng nghe ý kiến nhân dân, góp phần duy trì thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng nếp sống văn hóa văn minh đô thị. Đặc biệt, cuộc vận động Phủ Xanh Đô Thị Thủ Dầu Một hướng đến xây dựng thành phố xanh thân thiện giai đoạn 2024-2030. Đến nay, đã thực hiện trồng được trên 526.000 cây, đạt 146,18% chỉ tiêu. Để mà lan tỏa cái cuộc vận động và xác định được cái trách nhiệm của mọi người, thì trong thời gian qua thì địa phương Tân An chúng tôi cũng đã khuyến khích và thực hiện cái việc mà trao tặng cây xanh thay cho những cái bó hoa, lẵng hoa tại các hội nghị cũng như là các hội thi. Đồng thời chúng tôi cũng là thực hiện cái việc mà đổi rác thải nhựa để lấy cây xanh. Nổi bật, từ đầu năm đến nay, thành phố Thủ Dầu Một đã tổ chức đánh giá, phân hạng, công bố và trao 61 giấy chứng nhận sản phẩm OCOP đạt 3 sao, trở thành đơn vị dẫn đầu trong toàn tỉnh về số lượng sản phẩm đạt chứng nhận OCOP. Công ty sẽ duy trì giữ vững chất lượng và đặc biệt là nâng cao dần cái quy trình sản xuất lên để tạo ra nhiều sản phẩm để nâng hạng lên OCOP 4 sao và 5 sao. Để tăng tốc về đích với nhiều kết quả ấn tượng, lãnh đạo thành phố Thủ Dầu Một yêu cầu các ngành địa phương phát huy tinh thần trách nhiệm, hoàn thành 100% các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của năm 2024, tạo đà mạnh mẽ cho năm 2025.